nói rằng gọi tên cho nó là cuốn sách dành cho những cặp đôi. Các bạn có đoán xem cuốn sách này là gì không ạ? Cuốn sách mình muốn giới thiệu đó chính là cuốn Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim. Thực ra thì cuốn sách này mình đã đọc từ đầu tháng rồi, nhưng mà hôm nay thì mình mới có cơ hội để mình review lại một chút những nội dung về cuốn sách này. Cuốn sách này khá là dày, số trang thì gần 500 trang, nhưng mà các bạn đừng ngại nhé, bởi vì là thực ra đọc cuốn sách này vô cùng là hay. Nếu như bạn đã sở hữu cuốn sách này thì tôi bảo đảm và cam kết với các bạn rằng là các bạn đọc hết chương đầu rồi các bạn lại muốn tiếp tục và tìm hiểu ở những chương sau. Bởi vì xuyên suốt cả cuốn sách này tác giả sẽ nói cho các bạn biết được rằng là phân tích những cái khái niệm khác biệt hoàn toàn giữa phụ nữ và đàn ông, từ cách suy nghĩ cho đến cách ứng xử khác nhau hoàn toàn. Và chúng ta nếu như mà những người nào đang yêu hay là đã lập gia đình rồi thì các bạn càng phải đọc cuốn này, bởi vì cho chúng ta được một sự thấu hiểu người khác giới của chúng ta là như thế nào, để chúng ta tránh những bất đồng, tránh những cãi vã, và chúng ta sẽ giữ được một tình yêu bền chặt hơn. Hiện nay có rất là nhiều chị em đã lập gia đình thì cứ lúc nào cũng hỏi là tại sao mà chồng em không làm việc nhà, rồi tại sao đến những cái ngày lễ ngày Tết hay là chồng em không có sự quan tâm, hay là chồng em hay chơi game, rồi hay bỏ ra ngoài, không quan tâm gì đến gia đình con cái. Thì thực sự đây cũng là một vấn đề trong hôn nhân. Thì mình muốn chia sẻ thêm cho các bạn biết, khi mà các bạn đọc cuốn sách này các bạn sẽ hiểu lý do là tại sao đàn ông họ không quan tâm, hay là họ bỏ ra ngoài, hay họ chơi game. Thực ra khi mà mình hiểu một chút về, thấu hiểu về tính cách của đàn ông rồi, mỗi khi mà họ im lặng, họ không nói chuyện hay là họ chơi game, thực chất ra lúc đó là họ đang có bị áp lực về công việc, họ chui vào tổ kén của mình, giống như là có một cái khoảng riêng. Bởi vì sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông đó là phụ nữ thì luôn luôn yêu cầu sự thấu hiểu và chia sẻ, còn khác biệt với người phụ nữ đó là đàn ông yêu thích sự tự do. Tự do ở mức độ như thế nào? Đơn giản là khi mà họ bị áp lực công việc ở công ty, họ áp lực ở ngoài xã hội, thì họ về, họ cầm điện thoại, họ chơi game. Đó là một cách xả stress của họ, đó là cách riêng mà người đàn ông chọn. Và khi mà họ im lặng, họ không muốn chia sẻ, bởi vì là họ muốn thu mình, họ không muốn cái sự áp lực của mình dồn nén lên cho vợ con. Nếu như mà người phụ nữ trong gia đình hiểu được điều đó thì lại càng yêu người chồng của mình hơn, yêu người đàn ông của mình hơn. Nhưng mà gần gần đây cũng như hiện nay thì hầu hết chị em luôn phàn nàn rằng một câu rằng là chồng mình không quan tâm và lơ là, nhưng thực chất là không phải như vậy đâu. Và mỗi một cái lúc mà người đàn ông cần có một cái không gian riêng cho mình, thì khi mà bạn đọc cái cuốn sách này rồi, bạn hiểu điều đó rồi, thì chắc chắn ở những cái thời gian đó bạn sẽ không chia sẻ, bạn không nói quá nhiều bên tai người chồng. Bởi vì mỗi khi mà bạn không hiểu được điều đó, bạn cứ cố gắng bạn chia sẻ và bạn khóc lóc hay là bạn than phiền vào những cái mà mình đang gặp rắc rối trong công việc, trong cuộc sống. Nào là em phải dọn nhà, em phải chăm con, rất là nhiều việc, thì người đàn ông sẽ cảm giác chán nản. Và đó chính là một cái rơi vào cái chu trình cản trở trong cái tình yêu của bạn phát triển. Nếu như mà cái việc này nó kéo dài, đó chính là việc mà làm cho hai bạn ngày càng xa cách thêm. Và một vấn đề nữa là mình muốn chia sẻ, đó là làm cách nào để giúp đàn ông có thể phụ giúp bạn gái của mình, phụ giúp gia đình, làm tất cả những công việc nhà. Hay ví dụ như là những người đàn ông đã có lập gia đình rồi, thì trong hôn nhân các bạn phải cùng gánh vác cùng với người vợ, cùng chăm sóc con cái, chứ không phải là chỉ ra xã hội để kiếm tiền thôi. Thì mình xin chia sẻ một vấn đề là khi mà bạn đọc cuốn sách này rồi thì bạn hiểu được tính cách của người đàn ông rồi. Người đàn ông chưa bao giờ mong muốn người phụ nữ mình hy sinh. Và trong khi đó thì người phụ nữ luôn làm tất cả, ôm đồm tất cả công việc nhà, và sau đó thì than khóc rằng là em phải làm quá nhiều việc và em phải hy sinh cho gia đình. Thực sự người đàn ông không hề mong muốn. Và chỉ bởi vì do cái sự khác biệt giữa, giống như là hai thái cực của người đàn ông và người phụ nữ, nên thành ra là chúng ta cần phải nắm bắt được tâm lý của đàn ông để mình có thể làm chủ được trong cái vấn đề tình cảm và trong hôn nhân hạnh phúc của mình. Đó là khi mà bạn muốn người đàn ông làm việc nhà thì bạn phải hiểu rằng tính cách của người đàn ông đó là gì. Người đàn ông yêu thích sự tán dương, sự tin tưởng và khen họ. Nên thành ra là bạn có thể nói một
bạn có thể ngoài cái hàng ngày bạn nói rằng là anh ơi anh rửa bát cho em nhé, anh ơi anh lau nhà cho em nhé, chắc chắn rằng không bao giờ một người đàn ông nào làm cho bạn cả. Nhưng mà bạn hãy trở nên nữ tính hơn, mềm mại hơn. Bạn có thể nói rằng anh ơi hôm nay em mệt, anh có thể lau nhà giúp em được không? Hoặc là đến khi mà họ rửa bát cho mình thì mình có thể khen: trời ơi anh rửa bát thật là tuyệt vời, hoặc là anh rửa bát sạch quá. Nếu như mà người ngoài nghe thấy điều đó thì người ta sẽ bảo là trời ơi xến xúa, hay là cảm thấy là không thực tế. Nhưng mà thực chất người đàn ông đôi khi biết là vợ nịnh nhưng đàn ông vẫn thích. Cũng đổi ngược như là người phụ nữ của mình thôi, đôi khi có một sự quan tâm của người chồng, chỉ cần nói một câu là em hôm nay em mệt à, hay là tặng cho mình một bông hoa, thì bảo đảm rằng là những người phụ nữ của chúng ta chấp nhận hy sinh vào bếp luôn cả tháng. Khi mà người chồng nói rằng một câu là em nấu bếp cực kỳ ngon, hay là họ về nhà họ chia sẻ, họ quan tâm mình một chút thôi, thì bảo đảm là người phụ nữ sẽ thích. Đó là chính là hai cái sự khác biệt của người đàn ông và người phụ nữ. Đó là người phụ nữ thích sự quan tâm, họ tin tưởng vào cái cảm xúc, họ mong chờ người đàn ông tạo cho mình một cái cảm xúc. Nhưng người đàn ông thì lại mong chờ rằng là một cái sự tán dương, một sự tin tưởng từ người vợ hay từ người phụ nữ của mình. Nó khác biệt hoàn toàn. Và nếu như mà ai chưa đọc cuốn sách này thì các bạn nên tìm đọc nhé. Bởi vì ở trong này mình ví dụ có một câu nói rất là hay của tác giả mà các bạn cần phải nhớ. Ví dụ như là đàn ông luôn có động lực và tràn đầy năng lượng khi mà họ được tán dương, khi họ được cho rằng là họ quan trọng đến mức như thế nào đối với người phụ nữ, họ được nhìn nhận về điều đó. Còn người phụ nữ thì tràn đầy năng lượng khi họ cảm thấy là mình được yêu thương, được che chở. Đó là hai cái thái cực hoàn toàn khác nhau, và hai cái mong muốn kỳ vọng của người đàn ông và người phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu như mà các bạn không biết được điều đó thì mình cứ áp dụng, mình là đàn ông thì mình sẽ nghĩ rằng là mình tán dương người phụ nữ thì sẽ là ok. Nhưng mà thực chất ra là không, họ cần được sự chia sẻ, họ cần được yêu thương, họ cần được nâng niu và yêu chiều họ. Và có những cái điều nên tránh trong mối quan hệ của các bạn và làm cho mối tình cảm của mình lúc nào cũng được giữ lửa, đó là đàn ông vô cùng cần tình yêu. Trước đây thì mình nghĩ rằng là người phụ nữ sẽ phải yêu nhiều hơn, cần tình cảm nhiều hơn. Nhưng mà khi đọc cuốn sách này thì bạn sẽ hiểu được rằng là người đàn ông vô cùng im lặng, nhưng họ lại có nhu cầu về tình cảm nhiều hơn người phụ nữ. Khi mà họ có được một tình yêu từ người phụ nữ rồi thì họ sẽ tự khắc thay đổi, thay đổi theo đúng những cái gì mà bạn mong muốn. Chứ người phụ nữ của chúng ta đừng bao giờ mong muốn rằng là thay đổi họ, mà họ chỉ có thể là họ tự thay đổi khi họ cảm thấy rằng là tình yêu của họ đủ lớn, tình yêu của bạn dành cho họ đủ lớn, đủ sự tin tưởng. Và người đàn ông sẽ thay đổi khi mà họ được tán dương, khi họ được sự tin tưởng. Sự tin tưởng tuyệt đối của bạn dành cho người đàn ông chính là làm cho anh ta tự thay đổi. Và trong cuốn sách này thì có rất là nhiều những cái kinh nghiệm nữa và những cái bài học vô cùng là hay. Mình sẽ không chia sẻ hết được ở đây đâu. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ mua nó và sẽ tự mình khám phá và học hỏi theo nhé. Và mình có một cái bí kíp nữa là các bạn đừng chờ đọc hết cuốn sách này các bạn mới áp dụng nó, mà các bạn hãy đọc từng chương một. Và mỗi một chương nó sẽ có một bài học và một cái bí kíp cho mình hãy áp dụng ngay nhé. Để thấy rằng là cái độ hiệu quả như thế nào khi mà bạn giải quyết được và bạn hiểu được người đàn ông của mình, hiểu được người phụ nữ bên cạnh của mình, thì các bạn sẽ vô cùng hạnh phúc. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có được sự hạnh phúc bền vững khi mà đọc cuốn sách này. Và hãy nhớ một câu rằng là hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu như mà không giữ gìn. Nhớ nhé các bạn.